Cô nàng streamer khiến cho các fan phải ngỡ ngàng với màn chơi sội của mình. Nhan sắc luôn là một trong những vấn đề nhận được rất nhiều sự quan tâm đối với các chị em phụ nữ, đặc biệt với cánh streamer, những người thường xuyên xuất hiện trên sóng thì chủ đề này lại càng thêm phần được để ý tới. Thế nên, những lời nhận xét dù là vô tình hay vô ý từ phía kênh chat đôi khi cũng để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc trong tâm khảm của các nữ streamer. Bạn không tin ơi, hãy cứ nhìn trường hợp của Hitco, một nữ streamer cũng rất xinh đẹp, vào dưới đây thì biết nhé. Cụ thể, không hiểu lý do nào mà thời gian gần đây khi lên sóng, cô nàng Hitco lại nhận được một số bình luận có phần chê bai nhan sắc của mình từ phía kênh chat. Sau đó, cũng có các ý kiến cho rằng thời gian gần đây, nàng streamer dường như có dấu hiệu tăng cân, bất sinh hơn và mụn mịn ra phải. Chẳng biết đọc được những dòng này, cô nàng Hitco có cảm thấy gì không mà. Mới đây, trong lần lên sóng đặc biệt, nữ streamer này bất ngờ lựa chọn một bộ trang phục siêu gợi cảm về khéo được cả ngực eo lẫn vòng ba của mình. Gọi là trang phục cũng hơi quá, khi mà Hitco gần như chỉ quấn mỗi một mảnh vải mỏng manh lên sóng và được giữ bằng vô số các dây chằng chịt ở hai bên giường. Điều đáng nói là bộ trang phục này lại cực kỳ hở hang và hở hên ở hai bên mảnh giường, cũng là nơi mà Hitco không ngừng ngại sao ra phía trước camera, cũng như cho rằng hàng nghìn người đang xem kênh của mình. Nhưng chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn liên tục diễn các động tác vũ đạo đầy kích thích. Điều này chẳng khác gì một động thái chứng minh cho tất cả thấy rằng vóc dáng bản thân cô nàng cũng vẫn rất eo óp, gợi cảm chứ không hề mịn mịn hay lên cân như nhiều người vẫn làm tưởng trước đó. Và quả thật, với góc nhìn cận cảnh như thế này, còn ai dám chê cô nàng streamer về mặt vóc dáng nữa. Lời khẳng định đanh thép của cô nàng quả thật phát huy rất nhiều hiệu quả. Khi mà bên dưới phần bình luận có ít người còn thừa nhận rằng với kỹ năng như vậy, nàng streamer hoàn toàn có thể theo học các khóa múa ba lê chuyên nghiệp chứ chẳng chơi. Cũng từ đó, gần như chẳng còn bình luận nào mang tính tiêu cực nói với bóc dáng của Hitco.